Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Đó, phôi mới đây quý vị ơi, mới làm ra quay giới thiệu liền cho quý vị đây ha. Em chào chị. Rồi, chị chào Tấn. Kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về một lô mai phôi. Rất mong anh chị em, cô bác gần xa dính chút thời gian vào xem ngộ shop. Shop của em địa chỉ Bình Long, Sông Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang à. Số điện thoại cũng là số Zalo nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc à. Vào đầu clip vẫn là mã số 1 à. Đây, mã số 1 đây quý vị ơi. Em này kịch cộng quá ha. Mai xưa cao 76. Này đo cái này, đo cái tổng ngay chỗ cái này chứ ngay chỗ co cái eo này quý vị như quý vị. Thì đo ngay cái eo tổng nè, 46. À, 46 ha, cái này không hết cái đường đo nha quý vị. Cái eo này là đo cái eo nhỏ nhất cổ rồi đó. Đó, quý vị ngắm nghía để trước đi. Đó. Đấy là tứ diện. Mai này là yếu yếu 20 năm. Chủ nhà nông ý yếu yếu 20 năm. Trồng cả gần 20 năm mới được cây mai về là bán nhiêu chị? Rồi, cây mã số 1 này giao lưu 2 triệu 8 à. Rồi, 2 triệu 8 mà này khá nặng nha. Này xuống có 2 người nha. Rồi, xuống cây. Nặng nha quý vị. Mà nặng. Để sát vô đó luôn đi. Để sát vô đó luôn đi ta. Đi xa nặng chịu không nổi đâu. Rồi, đó luôn. Mã số 2 đây. Cao 84. Đo ngay cổ này đi ha. Rồi, đo cao tên đó luôn. Rồi, 34. Rồi. Hơn 34 đấy, 34. 34 quanh. Nó là mình đo múc ở trên đó nha. Rồi, không chứ có đo được đo cái dưới. Đúng cái này dưới đo đây là 42. 42 rồi đo phần nở ha. Nở. Cổ đế là quý vị ơi. Lên đế nó ẹo 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 ẹo. Tùm lum hết. Rồi này cắt cũng giật giật cấp cho cái gì nè. Đó, giật cắt cũng đẹp quá rồi đây nè. Rồi giá sao chị? Rồi mã số 2 này giao lưu 1 triệu 7 à. Rồi 1 triệu 7. Đấy đẹp lắm cô bác. Hai người xuống mới nổi. Rồi qua mã số 3 luôn. Cao 73. Rồi. Cái hoành. Cái hoành 28 đi. Rồi, xây xây luôn. 29 yêu chút lấy 28. 28 hoành. Giúp cái cụ đế luôn. Rồi, giá sao chị? Rồi, mã số 3 này giao lưu 400 mà. 400. Rồi, qua mã số 4 luôn. Cao 57. Cái hoành 24. Rồi, 24 hoành. Để đi hồi chị Linh phụ cho. Để đây. Rồi, giá sao đây chị? Rồi, mã số 4 đi giao lưu 320 à. 320. Rồi. Mã số 5 luôn. Cao 59 à. Cái hoành 30. Rồi, 30 hoành. Rồi, cụ đế đây quý vị. Đó, này nở phè nè. Rồi, giá sao chị? Rồi, mã số 5 này giao lưu 500 à. Rồi, 500. Rồi, qua mã số 6 luôn rồi quý vị. Cao 71. Giờ đo dưới đây đi ha. 38. Rồi, đo ngay đó 38. Chỉ một vị trí đó thôi rồi quý vị. Chứ không có đoạn vị trí. Này trên thì có người nhánh tử rồi. Mai này già má già quá. Cây dữ. Rồi, giá sao đây chị? Rồi, mã số 6 này giao lưu 1 triệu mốt à. Rồi, triệu mốt. Rồi, mã số 7. Cao 57. Đo cổ này ha. Rồi, cổ 33. Cổ 33. 2, 4, 6, 8. Như cái cụm đặt ở dưới đây là 49. À, bề D
đế nở. Về đế nở 49 rồi. Xe bị đế luôn. Này có nguyên cái cụm nè. À, về quý vị cắt chỉnh lại ha. Chừa 5 ngũ phút lòng bàn tay vậy ha. Mà nó ngộ nha, nó cũng lên được cây đứng giữa nè. Để làm cái cây. Rồi giá sao đây chị? Rồi mã số 7 đi, giao lưu 900 à. Rồi 900. Rồi qua mã số 8 luôn. Cao 79. Cái hoành 22. Rồi ta cành cũng ok lắm nha quý vị. Rồi để đây. Đây cũng có rễ nè. Đây nguyên cái bệ. Đây bệ nữa, hai bệ. Rồi giá sao đây chị? Rồi mã số 8 này giao lưu 300 à. 300. Rồi mã số 9. Cao 64. Cái hoành 19. Rồi để luôn đây à, quý vị ơi. Rồi giá sao chị? Rồi mã số 9 đi, giao lưu 108 à. 108. Rồi mã số 10. Cao 76. Cái hoành 23. Rồi 23 hoành, tay cành đặt kẹo luôn. Cành quá đặt ha. Rồi để đây à, quý vị. Tay cành này mà nó bung ra. Rồi giá sao chị? Rồi mã số 10 này giao lưu 250 à. Rồi 250 quý vị. Qua mã số 11 luôn. Cao 74. Cái hoành 30. Rồi à, có đường thân cũng hay hay ha. À. Rồi để luôn đây quý vị. Rồi giá sao đây chị? Rồi mã 11 này giao lưu 800 mà. Rồi 800. Mã 12 luôn. Cao 80. Cái hoành 26. Rồi 26 hoành. Tay cành cũng khá quá. Rồi xuống đế luôn. Rồi giá sao chị? Mã 12 giao lưu 350 à. Rồi 350. Rồi qua 13 luôn. Cao 47. Cái hoành 27. Rồi xuống thu đế luôn. Rồi giá sao đây chị? Rồi mã 13 giao lưu 300 à. Rồi 300. Rồi qua mã số 14 luôn. Cao 84. Cái hoành 22. Rồi 22 hoành. Này dạng mắt rút này. Rồi để luôn à quý vị. Rồi giá sao đây chị? Rồi mã 14 giao lưu 280 à. Rồi 280. Rồi qua 15 luôn. Cao 68. Cái hoành 23. Rồi tay cành cũng khá quá đây quý vị. 23 hoành. Rồi để luôn. Rồi giá sao đây chị? Rồi mã 15 này giao lưu 240 à. 240. Rồi qua 16 luôn rồi quý vị. Cao 68. Cái hoành 24. Rồi 24 hoành. Này bỏ hai nhánh này lấy trên này đây cặp này ha. Bây giờ cây đẹp rồi quý vị có thích tông đằng dù thì chốt cái này, cắt bớt mấy cái tay cành dưới. Rồi giá sao đây chị? Rồi mã 16 này giao lưu 250 à. 250. Rồi qua 17 luôn. Cao 84. Cái hoành 24. Cái cũ 37. À, cái cụm tàn tên nó xòe đẹp quá đây quý vị. Vậy là ok rồi ha. À, rồi để luôn. Để
thêm đặc lắm nha quý vị, đồ đặc có nè. Đó. Cái này cũng đẹp quá đây. Giá sao chị? Rồi mã 17 đi, giao lưu 400 mà. Rồi 400. Rồi mã số 18. Cao 66. Cái hoành 20. Rồi. 20 hoành. Để luôn. Rồi, giá sao đây chị? Rồi mã 18 đi, giao lưu 250 à. Rồi, 250 qua 19 luôn. Cao 24. Đồ đây. Trên đó. 16. Rồi. Rồi dưới đây thì nó lớn rồi, nếu đồ cổ dưới đây thì nè, gần 23 luôn. Rồi. Này giống cái con gì ta? Cái con gì dưới biển á. Hải cẩu á. Ừ. Rồi yeah. Giá sao vậy chị? Con đấy. Mã 19 giao lưu 200 à. 200. Có duyên cái rễ. Rồi qua 20. Cao 30. Cái hoành 24. Rồi xây xây luôn. Nghe kỹ nha quý vị. Cây này có duyên đế lắm, rễ lắm nè cô bác. Giá sao chị? Rồi mã 20 này giao lưu 300 ạ. 300. Rồi 21. Cao 52. Cái hoành 23. Rồi 23 hoành. Để luôn đây. Rồi giá sao chị? Mã 21 này giao lưu 340 à. Rồi 340. Nó cũng luôn. Và 22 luôn. Cao 35. Cái hoành 18. Rồi giá sao đây chị? Rồi mã 22 này giao lưu 190 à. Rồi 190. Rồi 23 luôn. Cao 62. Cái hoành 21. Rồi. Phụ đế luôn. Rồi giá sao chị? Rồi mã 23 này giao lưu 200 à. Rồi 200. Rồi qua 24 luôn. Cao 84. Hoành 21. Rồi 21. 21 hoành. Rồi để đây à quý vị. Rồi giá sao chị? Rồi mã 24 này giao lưu 200 à. Rồi 200 qua 25 luôn. Cao 86. Cái hoành 24. Rồi 24 hoành. Hai cành khá quá nè. Rồi cái cũ cũng nở nè. Xe xe cũ để luôn. Rồi giá sao chị? Rồi mã 25 này giao lưu 250 à. Rồi 250. Rồi qua 26 luôn. Cao 87. Cái hoành 26. Rồi xuống cũ để luôn. Rồi giá sao chị? Rồi mã 26 này giao lưu 350 à. Rồi 350. Rồi qua 27 luôn. Cao 1m14. Đo trên này đi. Dưới đây quá trời ấy rồi. 22 hoành. Rồi đo trên 22. Như đời dưới đây thì 28. Tính 52 trên 28 thì dưới nó quá nở ha. Rồi giá sao chị? Rồi mã 27 đi, giao lưu 207 á. Rồi 207. Rồi qua 28 luôn. Cao 1m1. Cái hoành 24. Rồi 24 hoành.
cầm tay cành nè quý vị. Rồi để đây. Rồi giá sao chị? Rồi mã 28 thì giao lưu 300 à. Rồi 300. Rồi qua 29 luôn. Cao 92. Cái hoành 22. Rồi. Lên 30 bên kia. Rồi để đây quý vị. Rồi giá sao chị? Rồi mã 29 thì giao lưu 340 à. Rồi 340. Rồi 30 đây. Cao 65. Quanh 19. Rồi 19 quanh. Để luôn. Rồi giá sao đây chị? Mã 30 thì giao lưu 107 á. Rồi 107. 31 luôn. Cao 67. Cái quanh 19. Rồi xuống ghế luôn đây quý vị. Rồi giá sao chị? Rồi mã 31 này giao lưu 109 à. 109. Rồi 32 luôn. Cao 1m3. Quanh trên đây 22. Dưới đây tới 33. Rồi tính 22. Tính cục u quá. Tính đại trên đây đi. Ở dưới đây quá thì cục vậy không có đo được. Để đế cũng đều tứ diện á. Rồi giao lưu giá sao chị? Rồi mã 32 này giao lưu 300 à. Rồi 300. 33 là một cặp đôi nghe cô rồi, bác. Rồi một cặp luôn. Cao 74. Cao bên đây 76. Rồi. Quần 20. Mười sáu đi. Rồi em 20 em 16 nè. Đến khá lắm nha quý vị. Tay cành ở trên cũng ok lắm nha. Rồi cặp này giao lưu giá sao chị? Rồi cặp 33 này giao lưu 400 à. 400 cặp luôn. Rồi qua rồi, cặp mới cặp luôn. 34. Cao 79. 34. Cao 79 luôn. Tay cành cũng khá quá nào quý vị. Này hoành 21. 1. Ngày quanh 17. 17, 1. Chứ cái cũ. Học bị chán ha. Chất lượng. Rồi, cặp này giá sao chị? Rồi, cặp 34 thì giao lưu 350 à. Rồi, 350. Rồi, qua cặp 35. Cao 39. Cái quanh 15. Cao 47. Cái hoành 15 luôn đi. Rồi 25 hoành hết quý vị. Rồi để đây. Rồi giá sao chị? Rồi mã 35 này giao lưu 300 à. Rồi đây, mã 36 luôn. Cây tứ quý nha cô bác. Số 36. Cao 1m. Cái hoành gần 36 đi. Hoành gần 37 là 37 đó. Rồi 37. Rồi này để đây mình đi ăn vòng nha. Linh không nổi. Người già với phụ nữ. Anh đi đi làm hết rồi. Đi bứng cây rồi. Để mình dọn ha, còn tay cành nữa về.
20 năm rồi, cây có mấy lớn nhưng mà giá sao đây chị? Rồi cây tứ quý này giá 3,8 triệu à. Rồi 3,8 triệu ha, cây tứ quý. Là mã 36 cũng là mã cuối clip luôn à. Rồi. Cuối clip em cũng gì hơn, chúc cô bác mình nhiều sức khỏe à. Dính chút thời gian vào xe ủng hộ shop em cảm ơn à. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.